Em sợ không biết là vì gầm em thấp cái này. Khoan đừng khoan, vô gai khoan xuống nha, sình tày luôn á. Con này để em tự đoàn cờ dớ. Không có sao đâu, có gì em tháo dép ra. Cần mấy người đã trở xuống chớ không? Yes, cái này trở xuống không được á. Dạ, anh sợ xuống không được á. Tại vì nó hụp xuống á, sợ nó đụng cái sàn á. Chết cha. Cái này nó sập là mệt đó nghe. Dạ, thưa cậu, cậu chưa, em nhờ đoàn mình đi bộ cho em tí nhá. Vâng. Ok, vậy nói mấy người đi xuống đi bộ đi. Giờ xe trên kia nó lên không được rồi. Ôi dồi. Cho dù xe anh qua được chỗ này cũng không leo được cái đó đâu, không có cách nào mà leo được qua cái đó được thôi. Anh bào ngon lắm á. Nè, có chân tình dưới bên đây ngon mà không được. Giờ anh sao anh đậu đây được không? Không được anh, tí em chờ, em quay đồ xe, em kiểm một chỗ em quay. Sao đâu, đoàn mình đi hơi xa một tí nhá. Yes, yes. Anh muốn gì ăn cả đòi bông cái đó? Ăn rồi, mới ăn một cái bánh bao rưỡi. Bây giờ phải đi bộ vô. Chứ cảnh nó chở điểm trường quá hả? Thế sao về điểm trường? Hồi nãy anh hỏi ông thầy kia đó, thuốc không có đưa mấy điểm trường, tại vì nó phải đi bệnh xá. Thuốc đã ngược vô xe hết, anh đem vô mấy cái viện mồ côi. Sang kìa. Kẹo còn không? Đâu đưa vô coi. Ở đây bao nhiêu đứa? Ở đây để không có chung đấy cùng đứa sống ở đây được. Thầu bá hay sao? Cái này cho nó nhất nè. Không có bao nhiêu. Không có bao nhiêu.
Là cầm đi rủi mà nó pouring down. We have it. 58 ấy nè. Nó bắt đầu mưa đó. Trời nãy nó tụt á. Nãy nó tụt. Yes, yes, đưa dân một cái. Nó mưa rồi. Trời. Giữ cái quần lại. Đâu có quần, có quần nữa. Có quần nữa. Nó giống với cái kia nè. Ok, vậy chồng vô dùm dân cái. Chồng vô dùm con đó. Tay bên này. Đâu bên này. Đâu đây chị đó. Cảm ơn. Anh qua đây. Dạ, em qua đây nên đường tắt đường. Không có đi ra được đâu. Dạ. You should be careful. You rớt xuống đó là mệt lắm á. Có để ý đấy cho nó tè đó giữa. Đi giữa nó trơn trơn cho đi. Có để ý. Thôi. Trời ơi cái bà này quá. Anh chị đi cẩn thận nhá. Đường này các anh cẩn thận đấy. Tệ đấy. Ok. Nó chạy bong bong nè. Ôi bọn hồi này thì như như khỉ á. Dạ như khỉ tay chân non này dạ. Chị đi theo cái lối này này, đi cẩn thận nhé. Đi. Chưa. Đi lên xa lắm á.